Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn cách viết báo cáo thành tích khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề. Hiện nay, việc viết báo cáo thành tích khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề thực hiện theo mẫu số 7 của phụ lục một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng ban hành kèm theo Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Mẫu báo cáo này ban hành chung cho tập thể và cá nhân. Trước tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu viết báo cáo thành tích đối với tập thể. Trước tiên thì các bạn lưu ý ở cái hàng trên cùng của cái báo cáo, phía bên tay trái có tên đơn vị cấp trên, gửi tên đơn vị viết báo cáo. Ví dụ chúng ta là một cái trường trung học cơ sở trực thuộc một phòng giáo dục, thì tên đơn vị cấp trên thì chúng ta sẽ ghi là phòng giáo dục và đào tạo huyện A chẳng hạn. Về tên đơn vị viết báo cáo là chúng ta viết cái tên đơn vị của mình. Phía hàng trên cùng bên tay phải là quốc hiệu bao gồm hai dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Độc lập tự do hạnh phúc. Dòng thứ nhất, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được trình bày bằng chữ in hoa cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng đậm. Dòng thứ hai, Độc lập tự do hạnh phúc, thì được trình bày bằng chữ in thường cỡ chữ từ 13 đến 14. Nếu dòng thứ nhất là cỡ chữ 12 thì dòng thứ hai cỡ chữ 13. Còn nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 13 thì dòng thứ hai cỡ chữ 14. Kiểu chữ đứng đậm được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất. Chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa. Giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ. Phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ. Ở phía dưới thì chúng ta thấy có cái hàng địa danh, thì chúng ta sẽ ghi là nơi chúng ta viết báo cáo thành tích, rồi ngày, tháng, năm. Rồi hàng bên dưới sẽ là báo cáo thành tích, đề nghị tặng thưởng. Nếu như ở đây là đề nghị bằng tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng ta ghi là đề nghị tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn nếu là đề nghị tặng thưởng giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện chẳng hạn, hoặc là đề nghị tặng thưởng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thì chúng ta ghi rõ ở đây. Và ở bên dưới có cái dấu gạch ngang. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghi tên đơn vị đề nghị khen thưởng. Ở đây tên đơn vị chúng ta sẽ ghi bằng chữ in thường và không được viết tắt. Các bạn cũng lưu ý ở cái dòng này thì do người ta không có quy định là in đậm nên chúng ta chỉ là in thường thôi. Tiếp theo là đến cái phần 1 là mã thông tin chung. Thì chúng ta lưu ý đối với mẫu báo cáo thành tích khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề thì sẽ có cách trình bày khác với lại là báo cáo khen thưởng thường xuyên, mà còn gọi là khen thưởng công trạng đó các bạn. Đối với mẫu báo cáo khen thưởng thường xuyên thì phần 1 la mã này sẽ là sơ lược đặc điểm tình hình. Nhưng đối với mẫu báo cáo thành tích khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề, một phần mã là thông tin chung. Thành ra nhiều khi chúng ta nhầm lẫn giữa hai cái loại báo cáo này. Tiếp đến một nhỏ là đặc điểm tình hình. Thì chúng ta sẽ nêu địa điểm trụ sở chính, rồi điện thoại, địa chỉ trang thông tin điện tử, cơ cấu tổ chức, rồi tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đến phần 2 nhỏ là chức năng, nhiệm vụ được giao, thì chúng ta ghi sơ lược vắn tắt về chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp đến là hai la mã là thành tích đạt được.
thì báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua. Chúng ta đưa ra các cái biện pháp, giải pháp để đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và dẫn đầu trong các cái phong trào thi đua, rồi những cái kinh nghiệm được rút ra trong cái đợt thi đua. Để viết được cái nội dung này đảm bảo theo yêu cầu thì chúng ta phải căn cứ vào các cái tiêu chuẩn thi đua được quy định trong cái thi đua, trong cái kế hoạch thi đua theo đợt hoặc là thi đua chuyên đề. Thì chúng ta lưu ý những cái quy định, ví dụ như là dành cho tập thể là có những cái tiêu chuẩn nào thì chúng ta căn cứ vào để chúng ta viết cái báo cáo cho nó đạt yêu cầu. Ví dụ chúng ta viết cái báo cáo thành tích trong cái phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 chẳng hạn. Vậy thì trong cái tiêu chuẩn đối với tập thể thì theo cái tiêu chuẩn quy định là phải xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cái văn bản chỉ đạo lãnh đạo quản lý điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các cái văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan đơn vị. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện triển khai xây dựng như thế nào? Thì chúng ta sẽ báo cáo ở ở đây. Hoặc là cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa là thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rồi công khai minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan đơn vị. Thì trong cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chẳng hạn như là niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan đơn vị, rồi những cái thủ tục hành chính được rút gọn giải quyết như thế nào, rồi về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Rồi một cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa là xây dựng và giữ gìn cơ quan đơn vị văn minh hiện đại, xanh sạch đẹp, thì ở cơ quan chúng ta thực hiện như thế nào? Xây dựng và giữ gìn cái cơ quan đáp ứng được cái những cái tiêu chí nào thì chúng ta sẽ báo cáo ở cái tiêu chuẩn này. Hoặc là còn một tiêu chí nữa là tổ chức các cái phong trào thi đua thiết thực hiệu quả với nội dung hình thức phong phú đa dạng. Thì những cái phong trào thi đua nào mình đã tổ chức, rồi cái kết quả như thế nào để nhằm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao của đơn vị thì chúng ta sẽ báo cáo ở đây. Sau khi chúng ta báo cáo cái kết quả đạt được trong các cái chỉ tiêu thi đua thì tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà đạt được những cái kết quả ở bên trên. Chúng ta vừa báo cáo và tiếp theo là sẽ nêu lên những cái kinh nghiệm mà mình rút ra được trong cái đợt thi đua để góp phần đạt hoàn thành xuất sắc những cái nội dung trong cái phong trào thi đua. Báo cáo thì chúng ta chỉ yêu cầu những cái nội dung như mình vừa giới thiệu với các bạn. Rồi cuối cùng là thủ trưởng đơn vị sẽ ký tên vào và có xác nhận của cái cấp trình khen thưởng. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu viết báo cáo thành tích đối với cá nhân. Ở hai cái mục bên trên này thì chúng ta cũng trình bày giống như là báo cáo thành tích dành cho tập thể. Tuy nhiên các bạn đặc biệt lưu ý ở cái nội dung là họ và tên, rồi chức vụ, rồi đơn vị công tác. Ở phía dưới cái báo cáo thành tích này nó có một cái dòng này thì thường là chúng ta là hay bỏ đi. Chúng ta là nghĩ là nó dư, tại vì bên dưới này cũng có, rồi bên trên này có nữa, thành ra là nhiều khi chúng ta bỏ đi thì nó sai cái mẫu. Thì chúng ta lưu ý là phải có cái hàng
họ và tên, rồi chức vụ, rồi đơn vị mà cái dòng này thì ghi đầy đủ bằng chữ in thường và chúng ta không được viết tắt. Rồi đến phần số 1 là mã, là thông tin chung. Thì chúng ta một lần nữa là cũng nêu lại họ và tên. Rồi đến ngày tháng năm sinh, rồi quê quán, rồi nơi thường trú, rồi nghề nghiệp, chức vụ, về đơn vị công tác. Tiếp theo là 1, 2 la mã là thành tích đạt được. Thì cũng giống như là báo cáo thành tích đối với tập thể. Thì báo cáo chúng ta cũng phải căn cứ vào cái mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả đã được đăng ký trong cái đợt phát động thi đua. Ở đây mình cũng lấy một ví dụ trong cái phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân thì có cái tiêu chuẩn là thực hiện chấp hành nghiêm túc, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thì mình sẽ nêu là bản thân mình chấp hành các cái chủ trương, đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị như thế nào. Rồi ý thức tổ chức kỷ luật, rồi giữ gìn đoàn kết nội bộ. Rồi tiêu chí thứ hai là thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. Thì việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như thế nào, rồi trong cái thực hiện nhiệm vụ thì như thế nào, thì mình sẽ báo cáo ở cái tiêu chí này. Rồi tiếp theo nữa, tiêu chí tiếp theo là về tinh thần, thái độ làm việc như thế nào, thì chúng ta sẽ thể hiện từng cái tiêu chí một trong cái báo cáo thành tích. Về tiêu chí tiếp theo là thực hiện như chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử. Thì cái cách giao tiếp của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ thể hiện ở đây. Ví dụ đối với học sinh, rồi đối với lãnh đạo, rồi đối với phụ huynh, rồi đối với đồng nghiệp. Tiêu chuẩn tiếp theo là thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về chuẩn mực đạo đức lối sống, thì cái chúng ta thực hiện nó như thế nào, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, rồi thực hiện các cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, rồi tuân thủ những cái chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, vân vân. Sau khi chúng ta báo cáo kết quả mình đạt được trong các cái chỉ tiêu thi đua thì chúng ta sẽ đưa ra những cái biện pháp giải pháp để chúng ta đạt được những cái thành tích xuất sắc ở bên trên và mang lại cái hiệu quả cho đơn vị. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đưa ra những cái kinh nghiệm rút ra được trong cái đợt thi đua. Và cuối cùng là cái người viết báo cáo sẽ ký tên vào, ghi đầy đủ họ tên, rồi đến thủ trưởng đơn vị xác nhận đề nghị, và cuối cùng là xác nhận của cái lập trình khen thưởng. Mình vừa chia sẻ với các bạn cách viết báo cáo thành tích theo đợt, theo chuyên đề đối với tập thể và cá nhân. Để có một báo cáo hoàn chỉnh, đảm bảo các nội dung theo quy định, các bạn có thể tham khảo thêm ở Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.